Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là cách tìm phân số của một số, được chưa? Cách tìm phân số của một số thì rất đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ nói ra cái cách để các bạn tìm phân số của một số trước, sau đó mình sẽ cho ví dụ thì các bạn chỉ cần giải thôi. Muốn tìm phân số của một số, ví dụ như ví dụ đi, ví dụ trước kia để cho các bạn dễ hiểu, được chưa? Ví dụ như một lớp có 35 học sinh được chưa? 3 phần 5 học sinh loại khá, được chưa? Hỏi chấm hỏi số học sinh khá bao nhiêu, số học sinh khá bao nhiêu ở thì chưa. Thì cái bài này các bạn à, nhớ giúp mình, muốn tìm phân số của một số, đây đây là phân số nè của một số 35 nè, được chưa? Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số đã cho, được chưa? Nhớ giúp mình quy tắc hay còn gọi là cách tính, được chưa? Đó, muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nè, số đó nhân cho cái phân số đã cho, phân số ở chưa. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số đã cho, chưa? Đây là cái cách để các bạn giải nhanh và không cần phải hiểu gì hết cả, được chưa? Rồi bây giờ tương tự, 35 học sinh mà học sinh khá chiếm bao nhiêu ạ? 3 phần 5, hỏi số học sinh khá là bao nhiêu, thì các bạn chỉ cần ghi lời giải là số học sinh khá là, thì lấy 35 nhân cho mấy ạ? Nhân 3 phần phần 5, được chưa? Rồi thì để giải bài này rất đơn giản, các bạn nhớ đến phép nhân phân số, được chưa? Nhớ phép nhân của phân số. Các bạn nào chưa nhớ thì mình sẽ lấy một cái ví dụ bên đây. Ví dụ phân số là 2 phần 7 nhân cho 3, thì các bạn phải biến đổi nó, số 3 ngày về là 2 phần 7 nhân 3 phần mấy à. Nhớ số tự nhiên luôn luôn có mẫu là 1 nha các bạn, mẫu là 1, được chưa? Rồi, vậy muốn nhân hai phân số với nhau, ta lấy tử nhân tử nè, mẫu nhân mẫu nè, được chưa? Đó, tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, 2 nhân 3 phần 7 nhân 1, được chưa? Vậy sẽ bằng 2 nhân 3 bằng 6, 7 nhân 1 bằng bằng 7. Vậy nói nôm na, phân số mà nhân với một số tự nhiên thì ta lấy tử nhân với cái số đó, tử nhân với số đó, mẫu viết viết lại, được chưa? Rồi, tương tự đây là 35 nhân 5, 35 nhân 3 chứ nghe các bạn, xin lỗi, 35 nhân 3, các bạn làm nháp giúp mình, 35 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu ạ? À? Nhân 3 cái gì? Rồi, 3 nhân 5 bằng 15, ghi 5 nhớ 1, 3 nhân 3 bằng 9 nhớ 1, nhớ bằng 10, ghi 0 nhớ 1, được chưa? Thì ra 105 chia 5. Rồi, thì các bạn tính phép chia ngày thì mình tính được là nó sẽ ra là bao nhiêu ạ? À? 20, 21 nha. Còn bạn nào chưa biết tính thì cố gắng tính giúp mình. Đó, 21, thấy chưa? Học sinh đó, rồi hả, đáp số giúp mình nha, 21 học sinh đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn một cái bài tập liên quan về tìm phân số của một số, bài tập nha các bạn. Đây là bài tập, ví dụ như mình có một cái rổ rổ cam có 12 quả, 12 quả chấm phẩy đi, 3/4 quả quả chính nha, chính chấm hỏi hỏi quả chính có bao nhiêu quả, ok chưa? Rồi các bạn giải giúp mình cái bài này nha các bạn.
giải giúp mình cái bài này nha. Sau đó các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra lại coi bạn nào giải đúng và giải sai nha các bạn. Rồi trong quá trình giảng mà có chỗ nào bị sai sót, có chỗ nào bị thiếu thì các bạn thông cảm và bỏ qua. Còn bạn nào muốn mình khắc phục thì các bạn cố gắng comment ở phía dưới để mình có những cái ý kiến hữu ích, mình để mình dựng cái những cái đoạn clip sau trở nên hay và hữu ích hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.